Radio Tin Mừng xin kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Đức Kitô và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Bảy 14 tháng 4 2018, chương trình gồm những nội dung sau đây: Tin Công Giáo, suy niệm lời Chúa, vui cùng thiếu nhi, lắng động trong ngày. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Ave, Ave, Ave Maria. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Mời quý vị và các bạn cùng Mai Thiên điểm qua bản tin Công Giáo. Ngoại trưởng Tòa Thánh ca ngợi các nữ tu dấn thân chống nạn buôn người và thúc đẩy hòa giải. Sinh ra để đi tới. Các linh mục tiếp tục bị tấn công ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Đức Thánh Cha chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi đầu tháng 5 và tham dự cuộc họp với Con đường Tân Dự Tòng. Cuốn phim Đức Francisco đóng vai của mình được chiếu ở liên hoan phim Cannes. Algeria, Đức Thánh Cha chia buồn vụ tai nạn máy bay. Algeria, Đức Thánh Cha chia buồn vụ tai nạn máy bay. Đức Thánh Cha Francisco đau buồn khi được tin vụ tai nạn máy bay xảy ra vào lúc 7 giờ 50 sáng thứ Tư, 11 tháng 4, tại Boufarik, Algeria, làm 257 người thiệt mạng, theo hãng tin Zenith. Trong điện văn chia buồn gửi cho Đức Cha Paul Desfagas, Tổng Giám mục Alger, qua trung gian Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, Đức Thánh Cha biểu lộ sự gần gũi thiêng liêng với các gia đình nạn nhân và toàn thể người dân Algeria. Ngài xin Thiên Chúa đón nhận những người thiệt mạng trong bình an và an ủi những người bị thương nặng, đồng thời khẩn cầu sự trợ giúp thần linh cho những ai đảm nhiệm việc chăm sóc. Chiếc máy bay nhanh chóng gặp tai nạn sau khi cất cánh không lâu tại thị trấn Boufarik thuộc tỉnh Blida, cách thủ đô Alger khoảng 30 cây số. Toàn bộ 247 hành khách gồm các quân nhân và người nhà của họ, cùng với 10 thành viên phi hành đoàn đã bị thiệt mạng. Về phần mình, Tổng thống Abdelaziz Bouteflika đã tuyên bố 3 ngày quốc tang. Ngoại trưởng Tòa Thánh ca ngợi các nữ tu dấn thân chống nạn buôn người và thúc đẩy hòa giải. Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã tham dự một cuộc hội thảo do Đại sứ quán Hoa Kỳ phối hợp với Tòa Thánh, liên hiệp các bề trên dòng tu và tổ chức đoàn kết với Nam Sudan tổ chức để vinh danh các hoạt động của các nữ tu dấn thân chống nạn buôn người và thúc đẩy hòa giải. Cuộc hội thảo có chủ đề làm thế nào để các nữ tu dấn thân cho công lý, hòa bình và chống buôn người có thể góp phần hiệu quả hơn trong việc đề ra các chính sách ở cấp quốc gia và quốc tế. Những người tham gia đã nói về công việc của các chị em phụ nữ ở châu Phi, Mỹ Latin, châu Á và Trung Đông, trong việc kiến tạo hòa bình và mang lại nhiều quyền lợi hơn cho các phụ nữ ở một số nước nghèo hay các nước đang phải sống trong bạo lực hay trong một bối cảnh kinh tế xã hội bất lợi. Chống lại nạn mại dâm, khiêu dâm và buôn người. Các nữ tu hoạt động chống lại nạn buôn người, mại dâm và ngành công nghiệp khiêu dâm trên không gian mạng đã nói lên sự cần thiết phải giáo dục các cháu bé cũng như làm việc với các chính phủ và mọi thành phần trong xã hội để bảo vệ các nạn nhân và truy tố những kẻ phạm pháp. Các nữ tu đã chia sẻ những câu chuyện đầy bi kịch và cảm động khi ở bên cạnh những người đang sống giữa chiến tranh và xung đột, đôi khi bị nhắm đến như các mục tiêu, bị cướp, hãm hiếp hay những người toan tính tự tử vì không vượt qua được những thất vọng trong cuộc sống. Trân trọng những chứng tá can đảm. Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đã phát biểu từ kinh nghiệm cá nhân của Ngài với những nữ tu mà Ngài đã gặp khi còn là sứ thần ở Burundi, Guatemala và Úc. Ngài đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với công việc can đảm và vị tha của họ, những công việc thường bị coi là thừa thãi và bị đánh giá thấp ngay cả trong giáo hội và trong xã hội rộng lớn hơn. Ngài nói, đối với tôi, đây là tất cả những tấm gương can đảm của những nữ tu đang sống và hoạt động trên tiền tuyến. Họ sống đức tin của mình dựa vào tất cả các nguồn lực của đức tin và linh đạo của các dòng liên hệ.
họ đã và đang đưa ra các chứng tá cho giáo hội và cho Chúa Kitô. Giúp cho tiếng nói các nữ tu được lắng nghe, Ngài nói thêm, trong tất cả 30 năm làm công việc ngoại giao này, thay mặt cho tòa thánh, ở khắp mọi nơi, tôi đã được chứng kiến những tấm gương cao đẹp của các nữ tu, và tôi không chút nghi ngờ rằng họ sẽ tiếp tục phục vụ nhân loại và Chúa Kitô trong tương lai. Các nữ tu nhìn thấy sứ mệnh của họ như một món quà ban tặng cho mọi người và cho các quốc gia đang tuyệt vọng, tìm kiếm sự chữa lành, hòa giải và hòa bình. Thách thức đối với Vatican và hàng giáo phẩm công giáo ở khắp mọi nơi là làm sao để những tiếng nói mạnh mẽ này đến được các hành lang quyền lực và những nơi các quyết định chính trị hoặc kinh tế được đưa ra. Sinh ra để đi tới. Với tư cách cá nhân, Đức Francisco đã nhìn nhận đã phạm sai lầm nghiêm trọng trong việc xử lý các hồ sơ lạm dụng tình dục. Chúng ta biết hình ảnh của giáo hoàng liên hệ đến ý tưởng không thể sai lầm. Trên thực tế, như công đồng Vatican thứ nhất định nghĩa năm 1870 về không thể sai lầm của nhà lãnh đạo giáo hội công giáo, có một lĩnh vực áp dụng, vừa rất trang trọng và cũng vừa có phạm vi ấn định rất giới hạn. Một giáo huấn từ ghế giáo hoàng về một giáo triều thuộc lĩnh vực đức tin và phong hóa. Nói cách khác, không thể sai lầm thì không bao gồm tất cả các hành động và các lời nói của giáo hoàng. Nhưng trong vô thức tập thể thì nhiều người vẫn còn nghĩ một giáo hoàng thì không thể sai lầm. Chính vì vậy mà thư của Đức Francisco gửi các giám mục Chile công bố ngày 11 tháng 4 là cả một chấn động. Đó là lần đầu tiên một giáo hoàng công khai đã phạm các sai lầm nghiêm trọng và xin được tha thứ. Lời thú tội không mang tầm mức chung, các sai lầm được đề cập liên hệ đến một hồ sơ cụ thể, vụ tai tiếng tình dục làm giáo hội Chile mất ổn định. Đức Francisco đã không có biện pháp xử lý đúng trong chuyến đi Chile tháng 1 2018 vừa qua, điều làm cho Ngài bị cáo buộc một cách dữ dội. Khi thú nhận trước mặt mọi người sai lầm của mình, Đức Francisco đã làm một việc rất tốt cho giáo hội. Ngài không tự chắn mình trong sự phủ nhận, cũng không tìm lối thoát, cũng không tránh né, chẳng hạn như đổ lỗi cho cộng tác viên, không có phản ứng ma xô trong thái độ này, nhưng ngược lại, một mong muốn loại bỏ các trở ngại để đi tới. Như thế, một cách rất nghiêm túc, Ngài cho thấy, Ngài nhận hết tất cả lỗi về phần mình trong thử thách của sự thật mà giáo hội thể hiện qua các vụ tai tiếng tình dục xảy ra trong nội bộ mình. Các linh mục tiếp tục bị tấn công ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Lại có thêm hai linh mục khác bị tấn công ở Cộng hòa Dân chủ Congo, theo tin tức được gửi đến thông tấn xã Fides của Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc. Linh mục giáo xứ của nhà thờ Kính Thánh Isidoro Bakancha ở quận Seka Bot của Boma là cha Pierre Mavinga và cha phó của ngài đã bị tấn công vào tối ngày 10 tháng 4. Boma là tỉnh nằm ở phía cực tây của Cộng hòa Dân chủ Congo. Cha Mavinga cho biết, khoảng 8 giờ tối, hàng chục những người dữ dằn trùm đầu, một số mặc quân phục, đã tràn vào nhà xứ của chúng tôi. Chúng đã bắn chỉ thiên bằng đạn thật để thị uy trước khi lôi chúng tôi ra đánh đập. Chúng lấy đi điện thoại, máy tính và tiền của chúng tôi. Cha Mavinga hiện đang nằm trong bệnh viện vì những vết thương trong cuộc tấn công này. Vụ tấn công hai linh mục ở Bomba xảy ra chỉ hai ngày sau vụ giết cha Etienne Sengiyumba, linh mục tại Kichanga, ở phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong thời gian qua, giáo hội công giáo đã bị cả chính phủ lẫn các nhóm vũ trang đe dọa, mặc dù giáo hội công giáo đã đóng vai trò dẫn đầu trong việc tìm ra các giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị đã làm tê liệt Cộng hòa Dân chủ Congo. Các giám mục đã làm trung gian thương thảo cho một hiệp định vào ngày 31 tháng 12 2016, trong đó chính phủ hứa tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm 2017. Chính phủ đã nuốt lời không thực hiện hiệp định này, khiến người công giáo tổ chức một loạt các cuộc biểu tình phản đối. Đức Thánh Cha chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi đầu tháng 5 và tham dự cuộc họp với con đường Tân Dự Tòng. Trong thông cáo đưa ra hôm 10 tháng 4, ông Greg Burke, giám đốc phòng báo chí tòa thánh,
cho biết vào lúc 17 giờ ngày 1 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm Santuario del Divino Amor ở Roma để chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ. Ngoài ra, vào ngày thứ Năm, 5 tháng 5, Đức Giáo Hoàng sẽ chủ tọa một cuộc họp của con đường Tân Dự Tòng ở khu phố Tor Vergata của Roma, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 thành lập phong trào này ở Roma. Cuốn phim Đức Francisco đóng vai của mình được chiếu ở Liên hoan phim Cannes. Theo các nhà tổ chức Liên hoan phim Cannes, thì cuốn phim của đạo diễn Wim Wenders với Đức Francisco sẽ được chiếu vào ngày Chủ nhật tại Liên hoan phim nhưng không tranh giải. Ngày 12 tháng 4 2018, trên trang mạng của Liên hoan phim Cannes loan báo, phim tài liệu của nhà điện ảnh Đức Wim Wenders có tên Giáo hoàng Francisco, Con người của lời sẽ được chiếu có thể vào Chủ nhật 13 tháng 5 nhưng không tranh giải. Cuốn phim được ra mắt lần đầu trong một buổi chiếu đặc biệt, một ngày Chủ nhật có thể là 13 tháng 5, vì Liên hoan phim quốc tế lần thứ 71 sẽ được tổ chức từ ngày 8 đến 19 tháng 5. Cuốn phim đầu tiên trong lịch sử trực tiếp quay với Đức Giáo Hoàng đương nhiệm với những cảnh quay đặc biệt sẽ chiếu tại Ý vào ngày 18 tháng 5. Ở Pháp, cuốn phim sẽ được chiếu vào ngày 12 tháng 9 2018. Hãng phim Universal là hãng đưa phim ra thị trường cho biết, cuốn phim này là cuốn phim tài liệu cùng hợp tác với Vatican, nhưng nó còn hơn cả phim tiểu sử hay tài liệu, vì đây là cuộc du hành vào vũ trụ của Đức Giáo Hoàng Francisco. Đoạn phim giới thiệu đã được phát vào đầu tháng 3, nhân kỷ niệm 5 năm triều Giáo Hoàng Đức Francisco. Cuốn phim quay chung quanh các ý tưởng của Ngài để giới thiệu công việc cũng như các cải cách của Ngài, các trả lời Ngài đưa ra trước các vấn đề phổ thông như cái chết, công chính xã hội, môi sinh, bất bình đẳng lợi tức, chủ nghĩa vật chất hay vai trò của gia đình. Các cư dân mạng thì bàn tán, không biết Đức Francisco có đến liên hoan phim không, nhưng có một chuyện chắc chắn, với ấn bản này, các nhà tổ chức có một sáng kiến đặc biệt, cấm chụp selfie. Alleluia, alleluia, alleluia. Vì Chúa này đã phục sinh, Ngài đến mang niềm vui. Alleluia, alleluia, alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 24 từ câu 35 đến câu 48. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đức Giêsu hiện ra với các tông đồ. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: Bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói: Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ sờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Nói xong người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng, thì người hỏi: Ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Những lời chỉ bảo sau hết cho các tông đồ. Rồi người bảo: Khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bấy giờ người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh và người nói: Có lời kinh thánh chép rằng,
Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà giao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Con đường nào để sống lại? Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân. Lời ấy của Đức Giêsu được người nói lên hơn một lần và được các tác giả sách thánh ghi lại nhiều lần. Lời ấy chất chứa một cái gì đó rất đặc trưng Kitô giáo, một cái gì đó trở thành quy luật sống của người môn đệ Đức Kitô. Để tới vinh quang phải đi qua thập giá. Nhiều người ngán Kitô giáo vì họ dị ứng với hai tiếng khổ hình. Kitô giáo không dạy người ta đi đường tắt, không hứa hẹn đưa người ta đi từ vinh quang tới vinh quang. Nhiều người, nhất là người trẻ trong trào lưu hưởng thụ hôm nay, muốn chọn Đức Kitô sống lại nhưng lại tìm mọi cách tránh né Đức Kitô chịu đóng đinh trên thập giá. Mấy tiếng hy sinh, đảm mình, chịu khó dường như không còn gặp thấy trong ngôn ngữ của các bạn trẻ nữa. Không chết đi thì làm sao sống lại? Chúng ta cảm ơn khoa học kỹ thuật tiến bộ đã giúp làm cho cuộc sống con người được tiện nghi, dễ chịu hơn, nhưng chúng ta ý thức rằng khổ hình vẫn mãi là một phần tất yếu của cuộc sống, nhất là cuộc sống của người môn đệ Đức Kitô. Chúng ta không săn tìm đau khổ, nhưng chúng ta sẵn sàng đón nhận đau khổ và trao ý nghĩa cho đau khổ, như Đức Kitô đã làm gương mẫu cho chúng ta. Bước theo Thầy Giêsu, chúng ta tích cực chấp nhận hy sinh, chịu khó để phục vụ trong yêu thương. Lạy Chúa, xin dạy con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng. Alleluia, 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 Alleluia. Vì Chúa nay đã phục sinh, Ngài đến. Alleluia, Alleluia. Vì Chúa nay đã sống lại, Ngài là niềm vui chiến thắng. Ôi đêm vinh quang, đêm Chúa đã đến cứu vũ trụ buồn đau. Đêm dẫn tôi vui mừng. Alleluia, 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 Alleluia. Vì Chúa nay đã phục sinh, Ngài đến. Alleluia, Alleluia. Vì Chúa nay đã sống lại, Ngài là niềm vui chiến thắng. Các bạn nhỏ thân mến, chào các bạn đến với chuyên mục Vui cùng thiếu nhi. Mỗi câu chuyện là một bài học bổ ích cho chúng ta. Mời các bạn cùng theo dõi. Chuyến tàu đặc biệt. Câu chuyện dựa trên một số chi tiết có thật về ga tàu, chỉ có một hành khách tại Nhật Bản. Mau lên Harada, sắp đến giờ tàu chạy rồi con. Dạ con xong rồi ạ. Dạo này ga tàu qua làng ta vẫn chỉ có một mình con đi thôi sao? Dạ, thưa mẹ vâng ạ. Con có thấy buồn không? Dạ, lúc đầu thì có đấy ạ, nhưng bây giờ con quen rồi, con đến trường đây ạ. Ông thấy thế nào? Dân xung quanh đây đều đã đi hết cả rồi,
chỉ còn lác đác vài ngôi nhà với mấy chục người thôi, mà toàn người già. Hay là chúng ta cũng đi? Đi đâu chứ? Chúng ta gắn bó với đất đai ở đây từ lúc sinh ra. Giờ đùng cái bảo đi, đi đâu? Làm gì mà sống được cơ chứ? Điều tôi lo lắng nhiều nhất là chuyện học hành của Adada kia. Chuyện đó cũng làm tôi đau đầu mấy ngày nay đấy. Nhà ga đã có kế hoạch đóng cửa. Vậy con bé... Hai, bà đừng nói cho con nó biết nhé. Kẻo nó nghĩ ngợi, cứ để tôi tính xem thế nào. Chỉ có một mình cháu trên chuyến tàu này thì phải. Dạ đúng đấy ạ. Cũng gần một năm nay rồi thì phải. Chỉ có mình cháu trên ga tàu này thôi. Hay, có lẽ nó không thể duy trì được nữa rồi. Ý chú là chuyến tàu này sắp dừng hoạt động sao? Lúc nào cháu cũng lo lắng đến điều đó. Nếu nó xảy ra thì cháu sẽ rất buồn và thiếu vắng. Hơn nữa, nếu vậy, có thể là cháu sẽ phải nghỉ học. Điều đó thật là buồn. Thế ba mẹ của cháu không thể chuyển đến nơi khác định cư ư? Nơi này đã gắn bó với gia đình của cháu từ lâu. Không ai nghĩ đến chuyển đi nơi khác đâu ạ. Vậy, nếu có một điều ước bây giờ, cháu sẽ ước điều gì cô bé? Dạ, cháu ước là chuyến tàu này sẽ không dừng hoạt động. Hoặc ít nhất là cho đến khi cháu tốt nghiệp và chuyển đến học ở nơi khác. Chú phải xuống rồi. Vâng, cháu chào chú. Không biết cái Canada đâu nhỉ? Cái cặp của con bé vẫn còn ở trên bàn kia. Mấy hôm nay con bé buồn lắm. Bắt đầu từ hôm nay con tàu đã không còn chạy qua đây nữa rồi. Ông, chúng ta phải làm gì đi chứ? Con bé không thể nghỉ học quá lâu. Được rồi, giờ tôi cũng đã nghĩ đến việc chuyển đi. Nhưng mà trước hết phải tìm con bé về đã chứ. Vắng mày chạy qua đây, ta buồn biết bao. Thế này là... Cô bé, cặp sách của cháu đâu? Cháu không định đi học sao? Con tàu, cháu tưởng nó đã không chạy qua đây nữa. Ai bảo cháu thế? Nó chưa dừng đâu. Bởi vì còn một vị khách cần đi học. Cháu gái, chú chính thức thông báo con tàu vẫn đi qua đây 5 ngày trong tuần, cho tới khi nào cháu tốt nghiệp trung học. Chú ơi, chú nói thật sao? Cháu mau về chuẩn bị sách vở đi, kẻo lại muộn học. Vâng, thế thì tuyệt quá. Cháu sẽ về sắp sách vở ngay bây giờ đấy ạ. Không cần về đâu con. Sách vở của con bố mẹ cầm ra đây cả rồi. Bố, mẹ, con tàu vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi con tốt nghiệp. Con vui quá. Bố mẹ ở trong nhà nghe tiếng còi tàu hú vang, biết là điều kỳ diệu đã xảy ra. Nào, cặp sách đây, bao lên tàu đi con. Chào bố mẹ, con đi đây. Bộ phim dựa trên sự việc có thật về ga tàu Kami Shirataki tại Nhật Bản vẫn hoạt động để chuyên chở duy nhất một vị khách cho tới khi em tốt nghiệp. Chuyện đã làm cả thế giới khâm phục, ngưỡng mộ về sự quan tâm đặc biệt của xã hội tới sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ của đất nước. Sau hết, mời quý vị cùng Mai Thiên theo dõi chuyên mục Lắng Động Trong Ngày. Chén cơm thơm lành, xin cảm ơn
giọt nước mắt long lanh. Xin cúi đầu cảm tạ lời ủi an, xin cúi đầu tạ tình người yêu dấu. Xin cảm ơn từng phút bên chồng, xin cảm ơn bờ vai gió đêm đông. Xin cúi đầu cảm tạ lòng cậy trông, xin cúi đầu tạ ơn trái tim. Quý vị và các bạn thân mến, trên một trang blog, một bệnh nhân đã chia sẻ như sau. Mấy hôm nay, tôi xuống phòng khám nhân đạo của một linh mục ở Kiên Giang để chữa bệnh. Vì tôi nghe nói phòng khám này chữa những chứng bệnh về xương khớp rất hay. Ngày đầu tiên đi khám bệnh, vì số lượng bệnh nhân quá đông, nên sau khi khám và được bác sĩ cho những liệu pháp chữa trị, thì hết giờ làm việc. Tôi buộc lòng phải nghỉ lại đó, chờ đến 2 giờ chiều, các thầy thuốc mới bắt đầu làm việc lại. Trong lúc chờ đợi, tôi đi vòng quanh xem có chỗ nào bán cơm và có chỗ nào để ngã lưng chút ít không. Xuống khu vực căng tin, tôi phát hiện ra không có chỗ bán cơm, mà chỉ có bếp cơm từ thiện. Tất cả các bệnh nhân cũng như người nuôi bệnh, không phân biệt giàu nghèo, đều được phát cơm miễn phí. Và tất cả các anh chị em, những người làm bếp và chia phần cơm, cũng đều phục vụ một cách không công. Tôi ngưỡng mộ và cảm kích trước tấm lòng quảng đại của những người giàu, giàu tiền bạc, giàu tấm lòng, giàu ân nghĩa ở đây. Họ đã sẵn sàng chia sẻ của cải, thời gian, sức lực để phục vụ những người kém may mắn hơn mình. Bước vào phòng các bệnh nhân đang nằm nghỉ, tôi lại được biết tất cả các bệnh nhân đang nằm chữa bệnh ở đây đều được ở miễn phí. Tuyệt vời quá, một lối thoát cho những người bệnh nhân quá nghèo. Trong lúc đang quan sát căn phòng, bất chợt tôi nhìn thấy một khẩu hiệu rất to và rõ ràng được treo giữa phòng. Người nghèo là ân nhân của người giàu lòng nhân đạo. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ từ trước đến nay, những người được gọi là ân nhân chỉ là những người giàu, những người cho đi, những người ban phát, những người chia sẻ. Nhưng hôm nay, dòng chữ ấy đã khơi dậy trong chúng ta một niềm vui lớn lao. Đúng vậy, nếu không có những người nghèo kia, thì những người giàu lòng quảng đại lấy ai để sẻ chia lòng từ bi hỷ xả của mình? Không có những người đau yếu kia, thì bác sĩ, lương y lấy ai để chữa trị? Mới hay, tất cả chúng ta hiện hữu một cách hỗ tương trong cuộc đời này. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã rất sâu sắc nói rằng, chúng ta phải cảm ơn lẫn nhau, người nhận vì được yêu thương giúp đỡ, người cho vì được dịp lớn lên trong tình yêu. Những ai mang thân phận nghèo rất dễ tủi thân và mặc cảm trước giới hạn của mình. Nhưng người nghèo ơi, hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Rõ ràng rằng, chúng ta không ai muốn nghèo, không ai muốn đau đớn vì bệnh tật. Nhưng bệnh tật là căn bản tất yếu của thân phận con người, sinh, bệnh, lão, tử. Đã làm người, tất không ai không bệnh. Không trước thì sau, chúng ta đều có bệnh. Chúng ta muốn tránh bệnh tật, nhưng bệnh tật lại không tránh chúng ta. Thế mới khổ chứ. Chắc chắn, chúng ta không muốn ốm đau, không muốn tàn phế, không muốn tốn tiền, tốn của vào việc chữa trị,
cũng không muốn làm phiền đến sự chăm sóc và sẻ chia của người khác. Nhưng thân phận con người giới hạn là thế. Dù muốn hay không, buồn bã hay mặc cảm, thì bệnh tật vẫn không buông tha ta. Người ta vẫn thường nói, khi có ai đó bỗng nhiên mắc những căn bệnh quái ác mà không lý giải nổi lý do, thì đó là trời kêu ai nấy dạ. Vậy, chỉ còn cách là thưa tiếng dạ một cách hân hoan, sẵn sàng đón nhận nó, cũng như đón nhận tình yêu thương, giúp đỡ, sẻ chia của người khác. Đừng mặc cảm tự ti vì sự hiện hữu quý báu của mình. Có những người nghèo thì người giàu mới có cơ hội để lớn lên trong tình yêu thương và chia sẻ. Lạy Chúa, xin giúp chúng con là những người giàu. Khi cho đi, chúng con luôn cảm nhận được niềm vui của sự chia sẻ. Và xin Chúa cũng giúp con là những người nghèo. Khi lãnh nhận, chúng con không cảm thấy nỗi nhục của người lãnh nhận, mà xin Ngài giúp chúng con luôn cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc khi được yêu thương giúp đỡ. Amen. Radio Tin Mừng xin tạm dừng tại đây. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ email radiotinmung@gmail.com. Mai Thiên thân ái tạm biệt. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đón nhận Chúa qua những anh em bé mọn nhất. Vì chính Chúa đã cảm ơn người lau chân Chúa khi xưa, người vui bên ly rượu nồng tiệc Cana chúc phúc. Và Chúa sẽ nói cảm ơn người thương nuôi Chúa lòng đong, chia tay xin ăn từng ngày ấm lòng.